người ta nói là cho đi sẽ được nhận lại. Này tàn thấy cho đi không mà không có được nhận lại. Còn có tình yêu mà không có tiền á, cho dù một năm hai năm thì nó cũng mắc rồi. Chị hình như 40 mấy ngày hả? Chào các bạn đã đến với kênh Ăn Gần Vlog của mình. Thì hôm nay là mình ra xe cũng 2 tiếng rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ là mình mới có 1 phút để quay video cho các bạn coi được. Thì cái việc dạo này nè các bạn, nó ế lắm các bạn. Thì bây giờ là mình đang trên đường tiếp khách. Hôm nay là mình có 1 khách ở Vincom Center nè các bạn, ở Long Sơn các bạn. Thì các bạn xem những video của mình làm đó, mà nếu mà các bạn thấy hay thì hãy động viên ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Với lại mình có cái kênh phụ là Dũng Vlog đó các bạn, thì các bạn hãy ủng hộ kênh Dũng Vlog của mình luôn để mình sớm phát triển và đầu tư vào chủ đề kiểu như chất lượng video hơn. Còn nếu mà các bạn xem video của mình á, có ý kiến gì thì các bạn cứ góp ý cho mình ở dưới phần bình luận của video đó các bạn. Thì mình hay đọc comment của các bạn lắm, tại vì những comment đó sẽ giúp mình rất là nhiều các bạn. Cho nên các bạn đừng ngại gì hết, các bạn comment như thế nào cũng được. Bây giờ mình chắc mình đi góp khách quá rồi. Mà chị biết đường qua bển không? Cái gì chị? Đây đường phố đi bộ nè. Phố đi bộ quẹo qua phố đi bộ chạy thẳng phố đi bộ. Quẹo mà? Đó chưa mà. Ủa chưa hả? Chạy thẳng qua phố đi bộ mà. Thì lộn nghiệp rồi. Đừng có ra cái đường mà mất tóc chạy vòng vòng vào. Rồi quẹo qua phố đi bộ lần này nè. Giờ này nó hết trái chạy rồi mà. Đó. Nó cấm tới hình như là nó cấm từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ. Đúng rồi, tới 9 giờ. Nó chạy đường này, ta được ngắm phố đi bộ nữa. Đúng rồi, hèn gì, có mục đích. Nó có chạy hoài với quen rồi. Ở đây là Noel chạy. Rồi còn Noel lễ lọc rồi chắc xuống đây chơi không chứ đâu đi đâu được được ha. Nhưng mà đi làm cái gì chán chết. Đâu có đâu đi vui chứ. Đi chán với bà. Đi xuống ngắm đường xinh xá. Con người về nhà ngủ thôi, làm về mệt đi ngủ. Hạnh phúc nhất là trên giường nằm ngủ thôi. Tùy thôi, mỗi người có hơi cũng khác nhau mà. Tại vì người ta thời gian người ta nhiều, còn đây là đi làm mệt quá rồi chỉ ngủ thôi, chỉ muốn ngủ thôi. Ngày nghỉ cũng muốn ngủ thôi chứ không có gì. Bữa nay bị bắt ép lắm mới đi ngồi nhà ngủ. À đi chơi hả? Đi ăn. Ủa mà chị nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi. 91 đúng không chị? 28 hay 91? 90 hả? 92? Không. 28 hay 93 mà. Ủa vậy rồi. 26, 26 hay 94? 26, 94 thì đại học không? 26, 94, 27, 93, đúng rồi. 92 chứ, 28 là 92 mà. Mà chị tuổi thủy đúng không? 93. 93 là mới 27 rồi à. 27 là tính luôn tuổi đẻ á. 27 là tính chưa tính tuổi đẻ á. Tuổi đẻ là 28 tuổi mới đúng. Ờ à. Anh ghé qua bên này muốn tiền ra được không? Được, muốn ghé đi đâu cũng được. Không sao, lũi. Thôi khỏi đi. Đi đường kia. Trời không sao, tự nhiên đi. Khỏi hả? Cũng không cần biết đâu. Cái đâu cần thì cứ ghé chứ đâu có sao đâu. Đừng có quan trọng tới mấy chuyện này. Quan trọng mình lên xe mình ngồi vui vẻ, mình thoải mái thôi. Về tới nhà mình ngủ một giấc thì là ngon. Nhớ chấm mất tài làm sao được. Chấm sau mà, ở đây đi chấm ăn sau mà. Cho dù ai đi chạy cỡ, nói chung là chạy vô duyên cỡ nào cũng phải chấm năm sau á. Không thấy là nói đừng có quá đen quá. Giống như có một lần đi có người giống như kiểu mà mình không hài lòng. Nhưng mà cũng không có chấm mấy sau, chấm năm sau thôi. Nhưng mà không hài lòng lắm, nhưng mà kệ. Không chấm người ta mấy sau người ta chạy bị trừ điểm đi tìm lum. Đúng là chị là một người sống rất là tốt. Người sống hay là tốt. Thì biết chuyện, biết này biết kia, biết trên biết dưới thì là người tốt rồi. Sống lắm. Không tốt cũng đâu được người khác tốt lại đâu. Vì nhiều khi là người khác sống xấu mà lại có lợi cho mình.
rồi mình sống tốt ở toàn bất lợi. Đúng rồi, đa số những người sống tốt là đa số thiệt thòi. Bởi vì em là người ta nói là cho đi sẽ được nhận lại. Hôm nay toàn thấy cho đi không mà không có được nhận lại. Toàn là nhận lại những cái gì mà dối trá hoặc là không có sự công bằng. Nói chung là nhận lại những thứ đó. Chị nói vậy là chắc chị đó trải qua một chuyện gì đó rất là đau buồn. Cho nên chị nghĩ chị nó như vậy. Thì cũng giống như mọi người thôi. Nhưng mà chị có gia đình gì chưa? Chưa. Chị bạn có gia đình chưa? Chưa luôn. Ủa sao vậy? Con trai tới nhà này là gia đình chưa cưới rồi. Chị như chị là khái niệm là một người con gái đúng không? Chị có người yêu mình mà cuộc sống của cái người yêu của mình á, đúng không? Là cuộc sống mà không có điều kiện cái nhất. Cái hai là không có mà cái gì đó lo cho mình, không có cái nền tảng lo cho mình. Như chị có yêu không? Yêu. Từ đó đó yêu hai người nào cũng không có gì trong tay hết. Nhưng mà tại người ta bỏ tôi. Sao kỳ vậy? Ta biết không? Một người tốt như vậy sao bỏ được? Ta biết nhiều khi mình... Nhiều khi cái tính mình cũng không kìa. Bây giờ chị gặp một người không tốt rồi đúng không? Mà có mà khi mà quen chị mà có lăng nhăng quen người khác thì làm sao không? Nói chung là tại hay giận hờn quá. Tại vì trong một mối quan hệ nào đó nó cũng có hai lý do hết chứ. Là cũng cho hai người chứ đâu phải một người được. Em ơi em nghĩ gì? Không, chắc là lỗi của mình. Tại vì nếu mà hoàng con trai thì giống như bạn nghĩ vậy đó. Thì sẽ có cái gì đó trong tay, có sự nghiệp, có gia đình, có nền tảng thì mới cho một người kia hạnh phúc. Đúng rồi. Gia đình bên sẽ nghĩ gia đình nếu mình nghèo quá thì gia đình bên kia sẽ thường mình. Sẽ không trẻ con gái như mình thì cũng giống như bồ tôi vậy thôi, cũng giống như người yêu trước cũng vậy thôi. Nhưng mà mình lo làm, mình tập trung, mình làm, mình này kia ngoài xã hội, nhưng mà mình thiệt thòi một cái là thời gian hạn chế đi. Thì mình bị ghét cái danh là phai nhạt, nó nhạt á, có người khác rồi tùm lum lá chứ. Mà nếu mà mình dành thời gian nhiều quá thì cái công việc của mình nó sẽ hạn chế đi. Nói chung nó như vậy. Cỡ nào thì mình phải biết sự cân bằng. Giống như mình đi làm thì đi làm cũng phải dành một khoảng thời gian nào đó. Giống như thời gian người yêu mình nghỉ ngày nào thì ngày đó thì mình hạn chế là ngày đó mình sắp xếp lại. Bởi vì chứ đâu nhất thiết là phải cố gắng kiếm tiền. Cố gắng kiếm tiền thì sau này cái gì cũng có mà người yêu thì không có. Con gái ai cũng thích sự quan tâm của một từ một người yêu của mình chọn. Chứ con trai cũng thích mà. Đúng không? Con trai ra đường mang hồng hồng lắm luôn á. Người quán luôn á. Nhiều khi người yêu mình không phải là hồng hồng với mình. Nhiều khi nhìn như thân thuộc á, yêu nhau quá nên là không có cần giống kiểu ngọn theo kiểu. Không có ngọn theo kiểu mà là giống như một đứa con gái khác mà nói chuyện với mình. Hoài ngọn theo kiểu giận hờn như kia nọ. Anh né xíu. Nói chung khi mà quen lâu rồi á thì không có ngọt ngào giống như nói chuyện nhỏ nhẹ thì mời giống như lúc đầu đâu. Nhưng mà hiện tại là chị có người yêu chưa? Hả? Hiện tại nè. Nó đi phấn đấu đi nước ngoài nên hai đứa chia tay rồi. Là đi xuất khẩu lao động. Chị cũng được kén chào 3 năm sau gì. Nhưng cái này nó không muốn mình chờ. Ủa vậy là tính cao xương chị á, không muốn cho chị phải bỏ thời gian anh tin của mình ra chờ đợi. À, cho dù có thương hay gì nữa mà nói chia tay biến khỏi có bò làm gì nữa. Giờ tập trung cho công việc là được. Giờ không có bò miễn là có tiền là được. Còn có bò cái gì mà không có tiền thì cái gì cũng mắc đó. Bây giờ là tiền là sức mạnh, tiền có thể là mua được tình yêu. Đúng rồi, nhưng mà cái tình yêu đó là nó có hạn sử dụng nha. Hạn sử dụng 50 năm, 10 năm, 20 năm thì tới đó thì cũng có thể thay đổi được. Còn có tình yêu mà không có tiền á, cho dù một năm, 2 năm thì nó cũng mắc rồi. Ủa mà chị người Sài Gòn này luôn hả? Có phải không? Người miền Tây. Ủa chị dịch tỉnh nào miền Tây? Đồng Tháp. Gần so với những người ở miền Trung thôi, miền Trung, miền Bắc. Tại vì nếu mà em qua Long An là tới Cao Lãnh, qua Tiền Giang là tới Cao Lãnh rồi. Nhưng mà ở đây thì từ Cao Lãnh mà chạy nay thì phải mất thêm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nữa. Rồi qua phải qua này kia nữa, phải mất nửa tiếng nữa mới tới nhà. Ủa vậy là
là chị em và Thúy Hiển là chị ở trọ. Ở trọ. Thế làm gì có tiền mua nhà đây. Rồi chị cố gắng đi, mình cứ cố gắng lên. Rồi cố gắng nhà nó cũng tăng. Thôi thì hết sống không? Kiếm tiền để dành tiền đó mình về quê sống thôi. Không hết sống như này. Nhưng mà bữa giờ không có kiếm được cái phòng trọ, nhưng mà phải giờ dắt tự do mới được. Đúng rồi. Tại vì đi làm á thời gian nó thay đổi liên tục à. Đi làm từ nhiều khi 10 giờ về cũng có, 11 giờ về, 12 giờ về, nhiều khi đi chơi đêm về 2-3 giờ. Phải kiếm nhà trọ nào mà không có giờ giấc tự do. Phòng trọ là chỉ muốn yêu cầu là ví dụ là nó bình thường, nó bình dân hay là nó chỉ để cần để ngủ, nó có nhiều loại lắm. Không thấy chị có Zalo không? Chị nói em bữa nay em gửi địa chỉ qua cho. Có số điện thoại trong này luôn á. Chị có gì lát em về các bạn. Có gì chị đâu đó ở đi. Rồi có đi luôn việc đi đâu em chở đi cho. Có xe mà là Yến chạy. Có xe tại vì chạy đi làm mà. Tại vì từ đây tới quận nhất làm xa lắm. Ê, đi làm đâu có nhiêu tiền đâu mà bắt ráp. Người kia cũng hết tiền rồi. Ủa mà chị làm cái gì? Làm một vụ nhà hàng người chung nè. Nhà hàng Hải Đi Lao á. Người bí tích cô là Nguyên Cơm nãy đó. Ở Nguyên Cơm thì mới đi ăn với mấy đứa đệ tử xong. Mấy đứa đệ xong. Bữa nay sinh nhật nó, mới lôi đầu đi. Mới đi thôi cũng ở nhà ngủ rồi. Tại vì bữa nay có ngày ốm mà. Ngủ ở nhà cho nó khỏe. Em thấy cái phòng trọ đó ổn định lắm. Tại vì bữa giờ kiếm không có. Em tầm 3 triệu, 3 triệu mấy mà nhìn mà cái phòng nó không có được. Giống kiểu mà nó vô còn toilet ở ngoài nữa. Cái phòng đó là tầm 2 triệu 8 đổ lại à. Mà toilet trong, nền thì gạch phong, gạch đàng hoàng bình thường luôn. Nói chung là cũng không cần rộng quá, vừa không gian được rồi. Chị cứ lại đó chị coi phòng đi rồi chị mướn, đúng không? Mình thì coi được mà. Ê, tính sống một mình cho nó thoải mái. Tại vì học này kia nữa, nhắc tối học á. Ở nhà thì có ở nhà thôi, chung ở chung với gia đình bạn á. Nên là có em bé nhỏ. Nên là nhiều khi về khuya quá cũng ảnh hưởng nó. Rồi học mắt đèn thì cũng ảnh hưởng tới người khác. Nhiều khi đi học mà làm biến không có ôn bài. Ở đó là nó có bảo vệ nè, có camera nè. Đàng hoàng giờ dắt hình như là tự do. Tại dắt tự do thì mới ở được chứ. Đúng rồi, ở được. Nhiều khi người ta đi làm giờ đâu có ổn định giờ đâu. Không mà tính ra chị cũng giỏi quá chứ. Vừa mà đi làm mà còn đi học nữa. Giờ đi học bỏ học hoài gì? Làm biến chứ, bỏ học hoài. Bỏ học hoài à? Ngủ. Bữa nào khỏe thì đi học, còn bữa nào làm biến thì không có đi. Không mà dù gì có đi học cũng được rồi. Ủa mà chị làm nhà hàng, chị có hay bị xỉn không? Hả? Chị có hay xỉn không? Xỉn hả? Ừ. Xỉn gì? Đâu nó xỉn đâu. Đâu uống rượu đâu. Đâu uống hòa mà đâu uống đâu xỉn đâu. Có gì bữa nào xỉn là bữa nào tâm thiết mà tiếp đồ ăn hay cần cái gì gấp á. Là điện lại chở về đúng không? Đúng rồi, có thể chở về, có thể là mua đồ ăn cho chị. Rồi có nhận đi phường nữa nha. Đi phường nữa hả? Đúng rồi, ký hợp đồng đi phường đúng không? Có, mấy đứa có được đi chơi mà xin nghỉ không có được, nó không có đi được. Tính đi phường Đà Lạt á, đi tính đi xe máy đi Đà Lạt á. Chị đi Đà Lạt và chị sẽ đi đâu? Thì đúng rồi, nguyên đám đi mà không có đứa không được nghỉ chung á. Nhưng mà mấy nó đâu có nghỉ được đâu đi chung. Nghỉ thì chỉ có Tết thôi, mà Tết thế nào nó về nhà hết trơn. Nhưng mà con anh đang xe bồn vậy đó. Mấy này chạy ẩu. Còn cái đường này vắng quá. Mà một tối một mình chị gì cũng nguy hiểm lắm luôn á. Thôi nó chạy không sao. Nó đi không sao. Tại vì thằng bạn nó muốn cô này là cô an toàn nó mới muốn á. Nó không muốn á. Tại vì đó giờ nó ở này lâu rồi. Nó mấy năm nay. Không nhưng mà cái thu hồi nãy mà chị nói ra chỗ chị học á, thu đó cũng an toàn rồi. Cái cổng này đẹp chút quá. Đây là tính đạo mà. Tính đạo người ta chị chi lắm. Đúng rồi. Đẹp ha. Bữa đây tới. Chết. Bữa hút mà. Bữa nào đi nhắc sinh á. Chị hình như 40 mấy ngày hả?
Rồi, có gì lá em gì em cách theo có gì mình. Chúc chị tối ngủ ngon nha. Rồi, cảm ơn chị. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Các bạn nhớ nhấn chuông nữa nha để theo dõi những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì máy bay hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình nha. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.